Chào mừng các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh chia sẻ kiến thức của Dược Sinh Luận. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi, đồng hành cùng Dược Sinh Luận trong suốt thời gian qua. Anh chị nào mới tham gia YouTube Dược Sinh Luận rất muốn anh chị bớt một chút thời gian, hãy bấm vào cái nút hình quả chuông bên dưới để không bỏ lỡ cái video nào của Trần Văn Luận nhé. Anh chị thân mến, say nắng là một bệnh cấp tính do sức nóng quá độ của mặt trời gây ra. Ảnh hưởng của say nắng đến các chức năng điều tiết nhiệt độ của cơ thể, khiến cơ thể chúng ta bị rối loạn các chức năng tạng phủ. Nhẹ thì đau đầu, hoa mắt chóng mặt, tức ngực, nợn giọng, buồn nôn, khát nước, da nóng, toàn thân mệt mỏi rã rời, có biểu hiện của buồn chồn, vật vã. Nặng thì ngoài các triệu chứng trên, có thể sắc mặt nhợt nhạt, vã mồ hôi, chân tay lạnh, thậm chí xuất hiện hôn mê bất tỉnh. Khi gặp tình trạng này, chúng ta phải khẩn trương tiến hành các biện pháp sau đây. Đưa ngay người bệnh đến chỗ râm mát, thoáng gió, cởi bỏ và lấy lỏng quần áo. Cho uống một ít nước muối nhạt hoặc nước mát. Chúng ta dùng khăn thấm nước lạnh hoặc rượu trắng đấy, lau hết các hốc tự nhiên như cổ gáy, như nách, như bẹn của người bệnh. Dùng thuốc bần tay, day lòng bàn chân, lòng bàn tay và cho hõm thắt lưng của người bệnh. Để bệnh nhân nằm sấp, dùng cái gan bàn tay này, chúng ta day mạnh cái huyệt đại chùy là chỗ nồi cao nhất của đốt xương cổ số 7 này, và làm sao cho nó ấm lên là được. Và ngoài ra chúng ta có thể dùng lá hẹ tươi, gừng tươi hoặc tỏi tươi rửa sạch đi, giãn nát, ép lấy nước để nhỏ vào lỗ mũi, hoặc có thể dùng trầm hương hoặc đàn hương đốt xông khói hai lỗ mũi để kích thích người bệnh hồi tỉnh. Khi bệnh nhân đã tỉnh rồi, chúng ta cho uống thêm nước trà gừng, nước đường chanh hoặc nước sắc lá hương nhu tươi để giúp người bệnh nhanh hồi phục. Nếu bệnh nhân đã tỉnh nhưng còn mệt thì chúng ta dùng ngay tay xoa day vào các vê, các ngón chân, ngón tay của người bệnh, tác động đến các huyệt vị như ẩn bạch, trí âm, hành gian, thái xung, đại đôn, lệ đoài, túc khiếu âm, giúp người bệnh tỉnh táo và thoải mái tinh thần hơn. Tiếp theo chúng ta dùng ngón tay cái này day ngay huyệt ấn đường và miết dọc theo hai cung lông mày của người bệnh với một lực nó vừa phải. Lưu ý là cho dù người bệnh đã tỉnh hẳn nhưng không nên cho họ trở lại làm việc ngay trong điều kiện nắng nóng, nên cho họ ăn uống bồi bổ cơ thể và nghỉ ngơi dinh dưỡng thêm một thời gian nữa cho khỏe lại hoàn toàn. Trên đây là những chia sẻ của Dược Sĩ Luận về cách xử trí đối với bệnh say nắng. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích được nhiều anh chị trong đời sống cũng như trong công tác chăm sóc sức khỏe của anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình của bạn, hoặc bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ video của Trần Văn Luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.